dụng mà đã được sử dụng và thường bị bỏ đi vì không còn chút giá trị nào. Nhưng vậy làm thế nào để sử dụng những chiếc chai này để trở thành những vật có giá trị và có thể dùng được? Hãy cùng chúng tôi đến thăm một ngôi nhà mà chủ nhân của chúng đã sử dụng những chiếc chai lọ như thế này để làm các vật dụng trong gia đình. Xin chào mọi người, tôi tên là Đinh Nguyên Bình. Xin chào mừng mọi người đã đến với ngôi nhà cho lạ. Ngôi nhà có tên là ngôi nhà cho lại. Thì đó cũng là một cái cách nói lái vui của tôi khi nói về cái ngôi nhà của mình thôi. Từ những cái đồ nội thất bình thường đó, thì tôi cũng thay thế dần dần chúng bằng những cái chai lọ bỏ đi hay là những cái đồ dùng tái chế. Thì hiện thời đến thời điểm này thì những cái đồ nội thất trong nhà đã chiếm khoảng 70%. Thay vì chi tiền để trang bị những đồ nội thất hiện đại cho gia đình, anh Bình lại dành nhiều thời gian và công sức hơn để tạo ra những sản phẩm nội thất từ phế liệu. Hơn 10.000 chai thủy tinh, hàng nghìn nắp chai nhựa được người đàn ông này sưu tầm, thu lượm về, tạo ra những món đồ như bàn ghế, giường hay là đèn chùm. Mình mua một món đồ gì hay mình làm một món đồ gì thì mình cũng tính đến cái mức độ chi tiêu của mình đó. Nó có hợp lý hay không, nghe mình làm cái điều đó nó có hợp lý hay không. Mình tận dụng những cái mình có sẵn thôi. Nghĩa là những cái chai lọ thì tôi xin về được hay là bạn bè hay cho. Tôi nghĩ là nó có ít mà mình cũng là bỏ ra một số tiền nó cũng ít. Thực sự những cái món đồ này thì nó thường là những món đồ mà gọi là mình tái sử dụng á, nên nó không có giá trị về tiền bạc bao nhiêu. Khi mình sử dụng những cái món đồ nào á thì mình cảm thấy thoải mái và mình yêu thích là được. Còn cái vấn đề mà tốn bao nhiêu tiền hay gì thì đôi khi nó lại một yếu tố nó phụ hay là nó không cần thiết đối với tôi nữa. Cũng như là nhiều người á, họ chi rất là nhiều tiền cho những món đồ nội thất nhà. Đôi khi nó còn nhiều hơn là khi mà xây nhà nữa cơ. Các bạn tính mình cũng là sinh trưởng ở một cái gia đình nó cũng gọi là tiết kiệm á, khó khăn. Nên đôi khi là mình làm cái gì mình cũng phải tính toán hay là mình cũng nghĩ là một cái cách nào đó là một cách thuận lợi nhất là mình sẽ chi một số tiền là nó ít nhất mà đôi khi mình đã thỏa mãn được những về cái khả năng sử dụng của mình. Qua một cái việc mình làm thì tôi cũng muốn là các con tôi ngay từ nhỏ nó cũng phải biết về một cái ý thức tiết kiệm. Tại vì khi mà một cái chai, một món đồ hay một cái gì đó khi chúng sử dụng thì cũng phải là chúng có thể sử dụng đúng cái mục đích, có thể là chúng có thể tái sử dụng chúng bằng thành một cái công việc khác hay là một cái mục đích khác nó có lợi cho cuộc sống của mình. Với người đàn ông này, tiết kiệm chẳng phải là keo kiệt với cuộc sống của chính mình. Tiết kiệm chẳng qua là làm cuộc sống của mình trở nên đơn giản hơn mà thôi.